vì không thể một nhóm người như thế này mà làm đảo lộn niềm tin trong nhân dân. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những gì tôi nói. Nếu tôi nói sai, cứ bắt tôi nhốt đi. Tôi không hề sợ bất cứ một điều gì xảy ra, để cho toàn dân người ta hiểu được đâu là cái giá trị của một người đi tố giác tội phạm và muốn biết người ta thành phạm tội. Để cho 97 triệu dân này biết rằng có một Nguyễn Phương Hằng đi tố giác tội phạm. Và hôm nay tôi đề nghị Bộ Công an nên minh bạch toàn bộ cái tài khoản từ năm 2017 của những người đi quyên góp tiền của nhân dân, hút máu tiền của đồng bào mà không được minh bạch. Bây giờ lợi dụng vô cái chỗ không minh bạch thì quay qua cắn xé tôi là sao? Nếu như vậy thì ai dám đi tố giác tội phạm nữa? Ai dám đứng ra lôi ra những cái mảng đen trong xã hội nữa? Ai dám coi như là đóng góp cho đất nước nữa? Đây là một sự phẫn nộ tột cùng trong con người của tôi. Và tôi tin chắc rằng hàng triệu triệu người dân cũng mong chờ sự minh bạch của Bộ Công an đối với toàn dân, vì sự đóng góp này của toàn dân đối với lại những cái vấn đề đóng góp cho người miền Trung từ năm 2017. Không thể vì một nhóm ca sĩ, nghệ sĩ mà đánh mất niềm tin trong nhân dân. Không thể vì tụi nó mà để ngày hôm nay bao nhiêu người dân, quý vị muốn biết cứ vào bình luận xem cái lòng dân người ta cao trào tới mức nào. Cho nên để công bằng cho một Nguyễn Phương Hằng, tôi đại diện cho người dân nghèo của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nên minh bạch một lần trước công chúng để biết rằng tôi đi tố giác tội phạm, tôi không thể trở thành tội phạm được. Cái điều đó là một điều bất công, không thể nào có thể xảy ra và tồn tại trong phía Nam này được. Nếu điều đó như vậy thì không còn ai dám đứng lên tố cáo và không còn ai dám tin vào những cái điều khuất tất. Người ta đi tố giác tội phạm, bây giờ cấu xé người ta là như thế nào? Tôi thề sống chết, nếu làm không ra tôi tự thiêu một lần cho cả nước này, cả thế giới này chấn động một lần. Trước công chúng tôi thà chết vì dân nghèo còn hơn tôi sống nhục. Tôi không thể sống nhục được vì tôi có lòng tự trọng, tôi có sự kiêu hãnh trong tôi, không thể nào làm cái điều đó với nhân dân được và không thể nào không minh bạch để rồi bây giờ quay qua cắn xé tôi như vậy được. Tôi đi tố giác tội phạm, tôi tội tình gì mà bây giờ quay qua cắn xé tôi vì một cái công dân chưa nói lên gì cả, chưa chứng minh được gì cả, vậy thì tôi sai chỗ nào? Hãy trả lời cho tôi đi, hãy trả lời cho 97 triệu dân này, toàn bộ người dân trong nước này biết một sự thật đi. Không thể vì một số nghệ sĩ mà đi đánh đổi nhân dân như vậy. Đó là một cái điều bất công đối với một người đi tố giác tội phạm, bây giờ trở thành tội phạm. Không thể nào đâu, đừng chơi trò chụp mũ. Và tôi tuyên bố rằng tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ nào đối đãi với người dân, nhất là cái lũ nghệ sĩ bẩn hút máu nhân dân bây giờ ngồi chiếm dậy lên đầu nhân dân. Tôi đề nghị Bộ Công an nên minh bạch đi, hãy vì nhân dân này, vì đất nước này, vì niềm tin này, hãy minh bạch cho người dân đi. Toàn bộ lợi nhuận tụi nó làm ra, thuế má tụi nó như thế nào, thu vô làm sao, chi ra làm sao, hãy minh bạch đi. Đừng có trả lời một cái công văn bằng tờ giấy A4 để rồi ngày hôm nay tụi nó chuyển để nó leo lên đầu dân chúng như vậy với bao nhiêu sự phẫn nộ của người dân. Nếu tôi nói sai, hãy bắt nhốt tôi đi cho bao nhiêu triệu dân này nhìn thấy rằng đi tố giác tội phạm nó ra nông nổi như thế này nè, cho chấn động cả thế giới nó biết rằng một con người như tôi dám sống vì nhân dân, tôi nói những điều có tốt cho nhân dân, có lợi cho đất nước. Bây giờ quay qua cấu xé tôi không bao giờ sợ, kể cả cái chết tôi còn chưa sợ, tôi sợ cái gì? Tôi đề nghị rằng hãy làm rõ một lần đi, đúng hay sai gì cũng cho một lần trước công chúng đi, không thể nào nói như vậy được. Rồi bây giờ nó quay qua nó nói rằng là tôi đi bôi nhục đó, vậy tôi hỏi thằng Hoài Linh có ăn tiền của nhân dân, có ngậm tiền không? Nếu tôi không la lên nó có ối tiền ra không? Thằng Võ Hoàng Yên nó đi chữa bệnh, nó lừa người ta bao nhiêu năm trời, có ai biết được không? Có ai lôi đầu nó ra không? Vì người dân này máu với nước mắt tôi đổ xuống, tôi không bao giờ ân hận. Tôi sẽ ra tận Hà Nội và tôi sẽ gửi đơn, tôi yêu cầu minh bạch trước công chúng một lần đi. Hãy vì nhân dân như bác Trọng nói đi, sống vì dân, chết vì dân, làm vì nhân dân một lần đi. Tôi không bao giờ ân hận. Nếu mà cái điều quan nghiệt xảy ra cho tôi sẽ tự thiêu một lần cho cả thế giới biết rằng con người như tôi dám sống vì dân, đổ máu xuống vì dân. Tôi đã hy sinh cái quỹ, tôi đã hy sinh cái nhà máy oxy của tôi, kể cả khu du lịch Đại Nam, để rồi tôi bảo vệ người dân. Ngày hôm nay á, tụi nó trở lên cấu xé tôi chưa bao giờ biết sợ điều gì. Tôi đề nghị Bộ Công an nên minh bạch trước nhân dân một lần đi, hãy làm cho rõ trước nhân dân một lần đi. Nếu tôi nói sai cứ bắt nhốt tôi đi, tôi sẽ vì tất cả người dân tôi chưa bao giờ biết sợ điều gì. Cứ làm một lần đi, tôi không thách thức, nhưng mà thử một lần đi coi người dân người ta dám đi tố giác tội phạm nữa không, người ta có dám hợp tác để lôi ra những cái mảng đen trong xã hội như tôi nữa không. Thối nát mười mấy năm qua lừa biết bao nhiêu người dân rồi, và bây giờ tới khi tôi lôi ra thì là nói không có tội. Vậy thì cái tội của tôi là gì? Là yêu người dân nghèo, bảo vệ cái chân lý, bảo vệ cái người dân nghèo, tôi có tội đúng không quý vị? Bao nhiêu triệu dân này hãy nhìn tôi làm tấm gương đi, và tôi sẽ gửi đơn, tôi sẽ ra Hà Nội đúng như những gì tôi nói, tôi sẽ